Theo bác sĩ Phạm Đỗ Uyên, nguyên nhân chính dẫn đến táo bón ở trẻ là do không cung cấp đầy đủ chất xơ cần thiết cho trẻ. Bởi vì chất xơ làm có một vai trò vô cùng quan trọng đối với hệ tiêu hóa của trẻ và môi trường lý tưởng để các vi khuẩn có lợi lây men giúp phân mềm và dễ dàng đào thải ra ngoài. Do đó, trong thực đơn cho bé bị táo bón thì mẹ cần chú ý bổ sung đầy đủ lượng chất xơ cho con. Thì dưới đây là top 12 thực phẩm trị táo bón tốt nhất cho trẻ. Một, đó chính là rau mồng tơi. Với một lượng chất nhầy fatty chứa trong rau mồng tơi giúp cho hệ tiêu hóa nó hoạt động trơn tru hơn, kích thích nhu động ruột và nhuận tràng, giúp làm mềm phân và đãi chất thải ra bên ngoài dễ hơn. Hai là rau vàng đỏ. Rau vàng đỏ có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu sát trùng. Do đó rau vàng thường đều dùng để điều trị các bệnh về thận nè, chữa lị, chữa táo bón cho trẻ nhỏ. Với rau vàng đỏ thì cha mẹ chỉ cần nhặt và rửa sạch với nước, sau đó là có thể nấu canh hạt lục hoặc là nấu cùng với cháo cá lóc cho bé ăn hàng ngày để có phòng ngừa và hỗ trợ điều trị táo bón. 3 là bông cải xanh. Bông cải xanh là với một lượng chất xơ dồi dào, bông cải xanh có tác dụng đặc biệt trong việc là tăng thể tích của phân, từ đó giúp bé đi lại dễ dàng hơn, tránh cái tình trạng táo bón. Vì vậy, loại rau ăn hoa này còn có chứa nhiều vitamin C, K và folate, cực kỳ có lợi cho sự sinh trưởng phát triển của trẻ. 4 là khoai lang. Khoai lang là một trong những loại thực phẩm tốt điều trị táo bón ở trẻ. Khoai lang chứa nhiều chất xơ không hòa tan dưới dạng cellulose và lignin, giúp làm tăng trọng lượng phân. Trong khoai lang cũng có hàm lượng chất xơ và fatty nhất định. Đây là hai loại vi chất quan trọng đối với hệ tiêu hóa của trẻ. Thì ngoài ra đó, hỗ trợ cải thiện táo bón, khoai lang cũng giúp cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ lớn nhanh hơn. Cha mẹ có thể đưa khoai lang vào chế độ ăn hàng ngày của trẻ bằng một số món ăn phổ biến như là khoai lang hấp, khoai lang luộc, khoai lang nướng hoặc là nghiền nhỏ để nấu cùng với cháo để phòng ngừa táo bón ở trẻ. Đó là mặn. Với một lượng chất xơ cao, mặn được sử dụng rộng rãi như một phương thuốc tự nhiên để điều trị chứng táo bón. Thứ sáu nữa đó là chuối chín. Chuối được xem là một loại hoa quả giàu chất dinh dưỡng nên thường được dùng trong quá trình ăn dặm của trẻ. Chuối có tác dụng bổ sung thêm dinh dưỡng cho trẻ nhờ một lượng lớn kali, acid folic, vitamin B6, fatin, ấy là táo. Táo cũng là một trong những loại thực phẩm chống táo bón rất tốt cho trẻ mà không thể bỏ qua. Trong táo có chứa các chất dinh dưỡng như là kali nè, sắt nè, phosphor nè, magie nè, lưu huỳnh, mangan, giúp cải thiện và ngăn ngừa chứng táo bón ở trẻ một cách hiệu quả. Ngoài ra, chất xơ có trong táo còn chứa một lượng fatin dồi dào, có tác dụng làm mềm phân và giảm thời gian phân di chuyển trong ruột, có lợi cho hệ tiêu hóa của trẻ. 8 nữa đó là quả lê. Cha mẹ có thể ngăn ngừa chứng táo bón ở trẻ bằng cách cho con dùng quả lê hoặc nước ép lê. 9 đó là quả kiwi. 10 nữa là quả bơ. Và thứ 11 là các loại đậu. Các loại đậu đỗ cũng được xem là một trong những loại thực phẩm trị táo bón hiệu quả. Hay là ngũ cốc, các loại ngũ cốc thường được sử dụng như là thuốc nhuận tràng, giúp giảm nhanh chứng táo bón. 13 nữa là đậu bắp. Đậu bắp được xem là thực phẩm không thể thiếu trong danh sách thực phẩm cho trẻ bị trị táo bón. Mẹ có thể sử dụng ngũ cốc lá hẹ lạc lạc với mình. Đây là gói ngũ cốc lá hẹ lạc lạc với mình. Một hộp nó sẽ có 30 gói như thế này. Mẹ sẽ dùng cho con trong trường hợp mà bé bị táo bón, biến ăn, hệ tiêu hóa không tốt và ăn không hấp thu. Thì mẹ có thể sử dụng cái này. Và bé dưới 3 tuổi thì ngày sử dụng một gói, em 3 tuổi thì ngày sử dụng 2 gói cho mình nha. Và cái ngũ cốc lá hẹ này các mẹ sẽ dùng như là trộn với sữa chua này, trộn với cháo, hoặc là pha cho bé uống, hoặc là làm bánh. Rất là nhiều cách để làm để chế cho con ăn, cho con uống. Và cái ngũ cốc lá hẹ này nó thành phần của nó là bao gồm có tinh bột hạt và các loại hạt. Thì trong này không có chứa hạt đậu nành, thì cái ngũ cốc này đó sẽ giúp cho bé nhuận tràng tiêu hóa tốt và từ đó sẽ giúp cho hệ tiêu hóa bé khỏe mạnh lên và bé không có còn bị táo bón nữa. Khi mà sử dụng một liệu trình cái ngũ cốc lá hẹ này kết hợp với lại cho bé uống nhiều nước, cho bé ăn rau xanh và các món nhóm thực phẩm mà mình vừa nêu ở trang lên thì bé sẽ hết được cái tình trạng táo bón nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Nếu bạn nào là có thắc mắc và mong muốn mà mình tư vấn thêm về cái ngũ cốc lá hẹ này thì hãy comment bên dưới video của mình và Hồng Tư đồng hành cùng mẹ và bé.